Xin chào mọi người, mình tên là Trần Vương Anh. Hãy tìm mình ở trên Speak Couple nhé. Cát Tường xin chào quý vị đang theo dõi chương trình. Cả nhà ơi, hôm nay Tường rất là vui và muốn báo cho quý vị biết một cái tin rất là đặc biệt. Mà khi nhận được cái tin này thì Tường cũng như là ekip thực hiện chương trình Hẹn Hò Tốc Độ ai cũng cảm thấy vui và phấn khích hết. Bởi vì cái sự cố gắng của mình cũng cuối cùng là cũng đã đạt được cái kết quả. Đó chính là có một cặp đôi tham gia ở tập số 9 đã đính hôn với nhau và chuẩn bị làm đám cưới ở trong tháng 10 này. Em tên là Giang Mai Hương, năm nay em 23 tuổi. Hello, chào Sang. Dạ, em chào chị. Rồi, ngồi đi Sang, cởi mặt nạ nó đi cưng. Rồi, dễ thương ha. Anh gì ơi, anh đến rơi người yêu này. Chẳng biết có gặp lại anh không này. Hai. Bánh này thì nào mới cho anh. Dạ, mời cho anh ăn miếng đi. Chị nó hả? Trời ơi, cảm ơn cưng nha. Trời ơi, ngon quá. Bánh bạn gái làm sao này tự tay làm đó nha. Dạ, bánh nhân sầu riêng hả em? Trời ơi, mình ngu không? Trời ơi, cái này được cái là thật thà, làm rễ tốt. Trước tiên đứng vô đo chiều cao coi. Vẫn cao hơn em đàng hoàng, vẫn xứng đôi, vẫn hợp. Thử thách nha. Dạ. Bạn nam sẽ có một phút ôm sau lưng bạn nữ tới. Rồi, muốn nói gì đó dạ, nói. Sang. Xin phép bạn nữ và làm đi. Tỏ tình thể hiện gì gì đó. Em sẽ cho anh cơ hội. Dạ đấy, anh muốn suy nghĩ và quyết định. Anh cũng trải qua nhiều mối tình rồi nên là anh muốn tìm cho mình một cái mối tình đó. Anh hy vọng đây là lần cuối cùng để anh tìm đối tượng thích hợp. Mọi người thấy không, chương trình Hẹn Hò Tốc Độ là một cái chương trình mới, chỉ mới phát sóng có 12 tập thôi, vậy mà đã có kết quả là trái ngọt rồi quý vị. Lời nói đầu tiên cho em được gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến quý vị khán thính giả đang xem đài gần xa và ban tổ chức chương trình Hẹn Hò Tốc Độ một lời chào thân thương và trân trọng nhất. Em chân thành cảm ơn chương trình và chị MC dễ thương Cát Tường đã mây mối và ghép đôi thành công cho em với vợ của em. Thì ngày 17 tháng 6 năm 2022 vừa qua cũng là lễ hỏi của tụi em. Lễ cưới được tổ chức vào ngày 14 tháng 11 năm 2022, tức là ngày 21 tháng 10 năm 2022 âm lịch. Đối với em thì cái ngày tham gia chương trình nó là một cái kỷ niệm, không giống như là một cái cột mốc quan trọng của cuộc đời của mình. Bởi vì em được gặp người con gái sẽ cùng em đi suốt quãng đời còn lại. Ngay cái nhìn đầu tiên thì em đã say đắm vợ của em rồi, em không biết làm sao nữa. Mặc dù hai đứa đều mang hai cái mặt nạ hết, nhưng mà trong cái nhìn và cái suy nghĩ của em là cô gái này chính là người mà mình sẽ cùng mình đi suốt quãng đời còn lại. Em muốn gửi đến lời cảm ơn đến vợ em. Anh cảm ơn em vì đã lựa chọn anh và tin tưởng gửi gắm cả cuộc đời của em cho anh. Cái lúc mà em lựa chọn anh, thật sự cảm xúc của anh rất là vui, như là muốn vỡ hòa ra vậy. Nhưng mà anh cố gắng kìm nén lại. Em chọn ai? Thì nó không có đáp ứng được nhu cầu của em. Anh biết là mình không có cái cơ hội nào khác nữa hay không. Ví dụ mà giờ em với anh có tiến tới là anh có bỏ cái mối tình kia ra không? Thì nếu mà bữa nay anh ngồi ở đây thì chắc là đã bỏ rồi, anh ngồi được. Em ví dụ em với anh quen nhau rồi mình gặp nhau bao lâu một tuần? Làm việc tự do cũng được. Chọn hai anh nữa. Chọn hai anh nữa. Chọn hai anh được không? Trời ơi trời. Được mời thôi cưng. Chọn đi cưng. Chọn thì nói lớn lên. Thôi
thì thích, một bên thấy vui vui, một bên thì muốn ổn định. Anh hy vọng đây là lần cuối cùng để anh từ cái trường học xong. Đây, đây từ anh. Chị cũng giống giống. Đúng. Anh đang nói là. Trước nói nó lớn lên. Dạ em chọn anh Sang. Dạ em chọn anh Sang. Em thấy chương trình phân tích AI về chỉ số hợp nhau nó rất là hữu ích và chính xác, nhưng mà đúng người đúng thời điểm thì mọi tiêu chuẩn và mọi yêu cầu nó không là yếu tố quan trọng quyết định nữa. Em rất buồn khi mà lúc đầu cái chỉ số hợp nhau của em với vợ em nó rất là thấp. Bây giờ thì xin mời phòng kỹ thuật cho chị Tường xem những cái chỉ số tình yêu. Tính trước nha. Dạ. Đây là biểu đồ tình yêu của Võ Trung Tính với lại là Hương. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái biểu đồ của bạn còn lại nha. Bây giờ là tới phiên Sang, 92%. Nhưng mà niềm vui nó quay trở lại với em sau khi mà em biết được vợ em đã lựa chọn em. Khi kết thúc chương trình thì em cùng với vợ em đi ra ngoài và em chủ động đưa cô ấy về nhà. Về đến nhà em rất là ấn tượng khi gặp tất cả các chị của vợ em. Các chị rất vui vẻ và hòa đồng. Sau đó là tụi em được ăn một bữa rất là no nê luôn. Do tính chất công việc nên là thời gian đầu thì tụi em rất ít khi gặp nhau. Nếu mà quen nhau thì mình gặp bao lâu anh? Một tuần thì anh được nghỉ một ngày. Hiện tại ngày phép của anh nó còn tới 1 tháng mấy rồi. Sau nửa tháng thì em cảm thấy rằng em rất là nhớ vợ em và em cần vợ em. Em muốn ở bên cô ấy suốt đời nên là em quyết định về quê của cô ấy. Em sẽ đưa anh về thăm lại miền quê hương sóng trăng. Em sẽ đưa anh về chọn ngày hồi vui ốc bông bông. Dầm dìu khi ngô mái chèo trên sông vang tiếng kêu quen. Hay do trống gian từng bừng như đón mùa xuân. Hiểu rồi. Mục đích lần này lên đây tham gia chương trình gì Tường là muốn đem một anh về với Sóc Trăng phải không? Chứ không muốn lên đây phải không? Sau khi về quê thì em có thưa chuyện với lại ấm bá để cha mẹ em qua và nhờ người lớn qua để hỏi cưới vợ em. Nhận được sự chấp thuận của hai bên gia đình thì lễ hỏi của tụi em được tổ chức vào ngày 17 tháng 6 năm 2022, tức là tròn 1 tháng tụi em gặp và quen nhau. Lần đầu về ra mắt vợ em thì em cảm thấy rất là run và hồi hộp, lo sợ giống như là cái lúc đầu mà em gặp vợ của em vậy đó. Anh sao nhìn nhau giống như vậy? Tự tin lên, tự tin lên. Nói đi chứ, sao vậy? Hương ơi, cái chuyện ngoại hình của anh á thì nó không có đáp ứng được cái nhu cầu của em. Anh không biết là anh có cái cơ hội nào khác nữa hay không. Dạ, công việc của anh là cái gì? Hiện tại anh đang làm giám sát dịch vụ với lại kiêm luôn chăm sóc khách hàng. Nhưng mà từ từ ra em cũng cảm thấy hòa nhập với gia đình, bởi vì mọi người trong nhà rất là vui vẻ và xem em giống như là thành viên trong gia đình vậy á. Thì sau này khi mà có đủ tài chính, chắc có lẽ là em với vợ em sẽ cùng nhau mở một cái tiệm bánh nhỏ nhỏ. Thì đây là cái sở thích, niềm đam mê, cũng là cái mong muốn của hai đứa. Ví dụ bây giờ chị hỏi thiệt thì ví dụ như bây giờ ồ, cái này là bánh em làm luôn hả? Dạ, bánh em làm. Trời ơi, chị nãy giờ chị tưởng bánh ở tiệm chứ sao đẹp dữ vậy? Dạ. Lúc mà em học á là em làm xong rồi em cho cái người đó bán luôn. Dạ, vậy bánh em nhìn rất là giống bán. Ê, như vậy sao có khi nào em nghĩ rằng là em sẽ lên Sài Gòn mình mở tiệm bánh trên này không? Dạ, em dự định của em á là em mở tiệm ở dưới quê. Mà chị em á trên Bình Dương á là kêu em lên đi chị mở, nhưng mà em muốn tự cái
tiền của mình, bởi vì em đi làm xong rồi em sẽ có vốn thì sẽ mở dưới quê. Em cảm thấy cái chương trình hẹn hò độc độ là một cái chương trình thực tế, khả năng ghép đôi cao, có chọn lọc kỹ càng trước khi thực hiện. Nếu mà các bạn nào đang tìm một tình yêu đích thực hoặc là một nửa của đời mình thì nhanh tay đăng ký chương trình để có thể sớm gặp được một nửa của mình nha. Một lần nữa thì em xin cảm ơn chương trình, em xin chào và chúc cho chương trình ngày càng thành công hơn nữa. Chào mọi người, mình là Giang Mai Hương, bước ra từ hẹn hò tốc độ tập 9. Cho mình gửi lời cảm ơn đến chị MC Cát Tường và chương trình hẹn hò tốc độ đã tạo cơ hội để cả hai được gặp nhau. Và biên biết sắp tới tháng 10 này mình và anh Sang có tổ chức đám cưới. Lúc bước vào chương trình ghi hình mình rất là hồi hộp. Đến khi anh Sang bước qua thì hai đứa như tiếng sét ái tình. Rồi xong hai đứa nhịn nhau không nói gì. Khi kết thúc chương trình, anh Sang đã chủ động đưa mình về. Trong lúc trên đường về, anh Sang không nói gì nhiều. Anh chỉ chia sẻ một ít về bản thân để mình hiểu anh Sang hơn. Vừa về tới nhà, mấy chị của mình đã đãi cho hai đứa một bữa ăn đậm chất và miền Tây. Đúng như bữa ghi hình chương trình nói, vừa gặp đã yêu. Anh đã tìm xuống quê mình Sóc Trăng và một thời gian tìm hiểu, anh đã chủ động ngỏ lời và muốn tiến đến hôn nhân với mình, có thuyết phục ba mẹ để cả hai được, để gia đình anh được quay điện thoại. Trong tương lai, anh và mình đã có dự định là sẽ mở một cái tiệm nhỏ nhỏ với hai đứa tiệm bánh. Trước tiên thì anh cũng cảm ơn Hương đã chọn anh. Thật sự thì em rất là vui, hồi nãy thì anh cũng hồi hộp dữ lắm. Nhưng mà khi mà em đưa ra quyết định rồi, anh cảm thấy rất là nhẹ nhõm và cũng có một phần chia sẻ cảm xúc với lại bản tính. Thì anh cảm ơn em. Nếu cho chọn lại thì em có chọn Sang không? Tôi không biết, nhưng mà em chọn anh là tại vì anh có công việc ổn định, với lại anh chân thành. Anh nói là anh chịu ở rể đúng không? Ví dụ mà giờ kết hôn anh có đồng ý hùng với em để mở tiệm có hai đứa không? Có. Đương nhiên kết hôn thì phải chịu. Em nói đây là hùng thôi, tại vì em cũng muốn chính tiền của em. Nhưng mà ví dụ em đi về quê Sóc Trăng ở rồi, công việc em sao, có làm được gì đó không? Công việc của em hồi xưa hoặc là du lịch nhà hàng khách sạn bên tòa nhà ấy chị. Nếu như mà ở dưới Sóc Trăng có những cái ngành nghề em có phù hợp với em thì chắc chắn em sẽ về Sóc Trăng. Dạ, nếu hồi em đi chơi anh có đi chung không? Có. Hồi lần lát nữa hả? Trời ơi, trời má lắm. Mình mong là mối tình này sẽ được cả hai tôn trọng và sẽ là động lực cho những cặp đôi muốn tìm đến một hạnh phúc bền vững. Các bạn muốn tìm đến bền vững sẽ tham gia chương trình này giống tụi mình. Bây giờ chị Tường dành cho em hai bạn 30 giây nắm tay nhau một lần cuối cùng, nhìn thẳng vào mắt nhau. Có gì nữa nói, quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Hẹn hò lát mới đi Bình Dương được. Rồi 30 giây dành cho hai bạn. Dạ, anh có hút thuốc không? Không, anh không hút thuốc. Nắm tay nhau đi rồi dạ, nói. Khỏi. Dạ. Dạ, uống rượu bia cũng có đi không? Rượu bia có mà. Dạ. Nhưng mà không hút. Dạ. Em có hút không? Dạ. Em có hút thuốc. Anh có hành xanh chứ không? Không, anh có hành xanh. Em hút thuốc. Em hút thuốc. Rồi, mời hai bạn ngồi vào ghế, đặt tay vào nút bấm. Rồi, nhìn thẳng nhau, nhắm mắt lại. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, đồng ý hẹn hò thì bấm mạnh. Không đồng ý thì có quyền lấy tay ra. 1, 2. Hồi nãy thì em cũng hồi hộp chứ. Nhưng mà khi mà em đưa ra quyết định rồi, em cảm thấy rất là nhẹ nhõm. Và cũng có một phần chia sẻ cảm xúc với bạn tính. Thì em cảm ơn. 3 3 Hết thời gian. Rồi, xin chúc mừng hai bạn. Đứng lên, nắm tay nhau nào.
cho nên là Tường chia sẻ cái niềm vui này đến với toàn thể quý vị khán giả, đặc biệt là những ai đang còn ê sắc ế, đang còn loay hoay, đang còn mong muốn khao khát tìm kiếm một nửa yêu thương của mình, thì đừng ngần ngại gì hết nhé. Hãy đăng ký tham gia chương trình Hẹn Hò Tốc Độ để gặp bà Mai mát tay này nha. Và Tường cũng xin thay mặt cho chương trình Hẹn Hò Tốc Độ nè, thay mặt cho ekip nè, kính chúc cho hai bạn trăm năm hạnh phúc, sẽ có những cái tháng ngày tận hưởng tình yêu, tận hưởng hạnh phúc trong cái ngôi nhà của mình, rồi sau đó là sẽ bắt đầu chào đón những thành viên mới trong gia đình nữa. Cái nhà của mình tràn ngập tiếng cười luôn. Chúc mừng hai bạn nha, hai bạn là mở hàng cho chương trình Hẹn Hò Tốc Độ luôn á. Cảm ơn rất nhiều. Và quý vị khán giả ơi, hãy luôn luôn đồng hành cùng với các Tường trong tất cả những chương trình mai mối cũng như là chương trình Hẹn Hò Tốc Độ nha. Cảm ơn cả nhà, hẹn gặp lại. Hai người mình tên là Minh Tuấn, 31 tuổi, mình từng tham gia trên Street Football. Sao cảm nhận tay anh sao? Vừa lạnh mà vừa run. Tại vì anh đang chân thật. Không, em nghĩ chắc anh đang hồi hộp. Hồi hộp vì đứng trước người anh yêu. Well, you know what they say. There are no kingdoms without a land. Nhưng mà mình chưa có duyên nên được không thể tìm kiếm được bạn gái. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, các bạn suy nghĩ thật kỹ, nhắm mắt lại nha. Nếu thật sự chúng ta có sự rung động, có sự kết nối thì hãy dành cho nhau một cái cơ hội. Tại vì nãy giờ mình cũng chưa trò chuyện gì được nhiều đâu. Còn nếu thật sự mình cảm thấy là không phù hợp thì mình có quyền không bấm, không có cần phải dị nể, không cần phải gì cả. Tùy theo cảm xúc của các bạn nha. Rồi, 1. Anh cảm nhận được cái sự chân thành của em và cái lời nói và cách tính cách của em có thể tưởng tượng trong đầu, thì em giống như một hình mẫu người vợ tương lai của anh. 2. Em mong muốn có một người đàn ông của gia đình chân thành, thủy chung, biết yêu thương, chăm sóc, lo lắng cho vợ mình. Và 3. Hết thời gian. Rồi, mời hai em đứng lên đi. Để bọn em sử dụng app để tìm kiếm mình mở. Nói chung là khi mà tham gia chương trình mình cũng mình lọt hơn một chương thật. Nhưng mà duyên tới thì mình chưa được tìm được tình yêu của mình. Mọi người cùng tham gia nha. Rất là hay và thú vị, rất là vui. Cảm xúc của mình khi tham gia chương trình Hẹn Hò Tốc Độ chính là niềm vui và cảm xúc, và mình cảm thấy mình là một người may mắn khi được tham gia chương trình này. Em trải qua 4 mối tình chị. Mối tình dài nhất của em là 8 năm. Wow, 8 năm. Sau đó thì bạn thứ hai thì 5 năm, người thứ ba thì quen 3 năm đi Canada. Em cũng có mối tình thời sinh viên. Mối tình sâu sắc nhất chính là mối tình thứ hai, cũng là cái mối tình mà em đã kết hôn đấy chị. Anh chỉ quan trọng tìm đúng người, tại vì tìm đúng người cực kỳ khó luôn. Bạn đó có con đi nữa mình vẫn chấp nhận, có con đi nữa mình vẫn chấp nhận. Thì sau này nếu mà có ai làm vợ anh thì anh sẽ rất là làm tốt với bộ phận của mình. Em Khoa thì cũng được, em đạt được, được. Sau cái cuộc gặp này, cái quyết định của em chọn ai như thế nào đi nữa, anh cũng tôn trọng quyết định của em. Chỉ cần em hạnh phúc là được. Bởi vì chương trình này là một chương trình rất là ý nghĩa và mang giá trị nhân văn dành cho những ai mà đang độc thân. Mà chương trình này là nhịp cầu kết nối để tạo nên một mối quan hệ tình cảm tốt đẹp cho những ai mà đang thực sự cần như là mình. Thì sau khi kết thúc chương trình thì cái cảm giác vui và xúc động thì nó vẫn còn đang hiện hữu ở trong mình đến thời điểm hiện tại như bây giờ. Sau khi tham gia chương trình thì mình cũng có những lúc tìm hiểu một anh, nhưng mà cho cả hai cảm thấy chưa thực sự phù hợp nên đã dừng lại. Rồi, thế thì bây giờ sau 3 tiếng đếm của chị Tường, mời hai bạn hãy nhắm mắt lại nhé. Đây là cái khoảnh khắc quyết định. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu như mình đồng ý hẹn hò với nhau, tiếp tục đi với nhau một hành trình dài phía trước thì mình bấm nút. Còn mình không đồng ý thì mình có quyền lấy tay ra. 1.
Thì nãy giờ ngồi trong bên trong thì anh nghe những tính cách của em là những tính cách của người phụ nữ mà anh đang tìm kiếm. Hai. Đôi khi em lại hay sống tình cảm, dễ bị tủi thân lắm. Lại đúng như cái tên của em vậy á. Thành ra là em cũng sợ sợ là ai đó gây tổn thương cho mình á. Dạ. Ba. Ba. Trời ơi, sao tôi hồi hộp vậy? Sao bấm lâu vậy em? Em cũng hồi hộp. Rất là may thì chương trình có một cái app, chính là app Speak Couple. Cái app Speak Couple này á, thì nó có rất là nhiều đối tượng để mà mình lựa chọn và mình cảm thấy phù hợp hay không. Thì app thì mình cảm thấy app Speak Couple này là một cái app rất là hay và mình vẫn đang tiếp tục tìm kiếm một nữa ở trên app này. App này mình thấy là app tạo cái sự tin tưởng cũng như là một cái app nghiêm túc, không giống như những cái app ở những cái trên mạng xã hội khác. Thì đó chính là lý do tại sao mà mình vẫn đang tiếp tục đặt hy vọng vào cái app Speak Couple để tìm được một nửa cho riêng mình. Cái gì mà nó đừng có, không cần chào hỏi xã giao hết thời gian nha. Bạn chỉ được trò chuyện với mỗi người có 2 phút thôi. Người từng trải nó có khác quý vị. Anh đã ổn định kinh tế chưa? Dứt khoát rõ ràng. Chứ bây giờ tuổi này mà còn lây lất ăn cơm hộp nữa chết luôn à. Em chưa thấy anh trả lời. Từ từ anh phải suy nghĩ đi cho em chứ. Người ta nhận tin ta còn phải suy nghĩ nữa chứ. Chắc anh hơi đánh đòn. Hơi lầm. Cái gì mà suy nghĩ lâu dữ vậy? Dạ phải đánh hơi chậm. Nó phải có cái việc dứt khoát chứ. Nhắn cái câu kia nó hoang mang lắm. Sau khi tham gia chương trình thì điều mình cảm thấy ấn tượng nhất chính là sự tâm huyết của các anh chị làm trong chương trình. Anh chị đã rất là quan tâm mình từ sở thích, từ quan điểm sống và mong muốn mình tìm được một nửa đối tượng mà mong muốn mình tìm như thế nào để chương trình làm sao mà lựa chọn và ghép đôi cho mình được người mà phù hợp nhất đối với mình. Ngoài ra thì khi mà lên trường quay á, thì các anh chị trong chương trình á, cũng cố gắng tạo điều kiện cho mình làm sao cho mình một tâm lý thoải mái nhất, và những người cùng chơi cũng vậy, tạo cho một cái tâm lý thoải mái mà không có bị hồi hộp cũng như là bị tâm lý, bởi vì đây là một chương trình thực tế mà lựa chọn theo cảm xúc, theo trái tim. Trong là lúc mà chị ngồi ngoài thì nhìn hai em thì nói chung hai em nào cũng rất là chân thành và đủ chững chạc đó, thế nên là thực sự là thấy khó. Khó ở ngoài mình thấy khó chứ nói là em gái thì đó, nhưng mà dù sao mình cũng là tình trừng trải hơn. Em khoa thì cũng được, em đạt được đấy. Thì em suy nghĩ cảm xúc, với quan trọng cảm xúc của em gái. Đây là chị chỉ tham mưu một tí thôi. Khi mà mình ngồi hai cánh cửa thì mình chưa chỉ nghe giọng nói thôi, còn khi giáp mặt rồi là mấy cái cảm xúc dâng trào, em phải cảm nhận được trái tim của em. Đấy, bởi vì đến người cuối cuộc đời thì cái này mình lựa chọn mà vâng, có chỉ chọn một thôi à, không có gì mà mít lòng thôi. Ai hết trơn á. Còn nếu phải chị thì chị chọn hai hết. Chị tham quá. Trước khi đến với chương trình thì mình cảm thấy rất là hồi hộp, lo lắng khi mà mình tham gia một cái chương trình hẹn hò. Nhưng mà sau khi đến với chương trình thì mình cảm thấy rất là vui, bởi vì mình đã tìm được một người bạn gái ưng ý. Mình cảm thấy chương trình là một rất là thú vị và mình nên tham gia khi mà ở đó nó có nhiều trò chơi để kết nối và có một MC rất là chuyên gia đáng yêu. Chào bạn. Mình có món quà này. Mình cảm ơn. Mình hơi bị ngợp trước cái chiều cao. Mình thì cũng không cao lắm đâu. Ở trong Sài Gòn này thì mình giống như là một em bé vậy.
mình cũng hơi tự ti về chiều cao của mình. Hãy thật với lòng mình nhé. Khi mà bạn gặp một người con gái ngay lần đầu tiên, bạn sẽ chọn ngoại hình hay là tính cách? Mình nghĩ là trước tiên thì ngoại hình, trước khi mình nói chuyện với nhau á, là mình đã phải nhìn nhau trước rồi. Nhiều khi mình có hơi khó tính, mình hơi có cáu tính và bẩn tính một xíu, thì bạn nghĩ sao về vấn đề đó? Mình nghĩ là không có vấn đề gì, bởi vì đó là một cảm xúc của con người. Trời, lấn quá, lấn chỗ, lấn quá phải không? Lấn quá, lấn quá. Tại vì bạn này nhỏ hơn, mình phải ưu tiên. Bây giờ khi muốn thử cảm xúc như thế nào? Hồi nãy anh Minh thì chỉ cho là hai bà bạn ôm nhau ở phía sau rồi đó. Em nghĩ là cho em lựa chọn. Mình nên mặt đối mặt với nhau vì khi đó mình có thể nhìn rõ nhau hơn. Dạ rồi, hai bạn có thể ôm nhau. Nên là mình nghĩ các bạn hãy tham gia chương trình này và sẽ có người yêu nha. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, nếu đồng ý hẹn hò thì bấm vào cái nút bấm, còn không đồng ý thì mình có quyền không bấm. Quyền của các bạn, không ép buộc, hãy làm theo mách bảo của trái tim mình nha. Xin mời hai bạn bắt đầu. 1. Mình khá là ít nói nên là cậu có thể bù trừ cho mình được không? Tại vì đôi khi là mình chỉ là người lắng nghe thôi á. Tại vì tính mình nói nhiều rồi cho nên mình cũng không thích bạn trai của mình nói quá là nhiều. 2. Có một chút cảnh báo nho nhỏ, đó là khi mà mình tiêu cực thì nó sẽ là tận cùng của tiêu cực. Và 3. Bấm mà. Ủa có mà chị. Ủa có mà chị, sao bấm mà sao tôi không thấy đèn. Bấm mà sao tôi không thấy đèn. Ủa có rồi. Vậy là tôi bị quánh gà. Rồi mời hai em đứng ra chính giữa nắm tay nha. Rồi tôi mới thử tôi hỏi sao không bấm hả em, mà nó quay qua nó sực tôi liền. Có mà chị. Trời ơi thấy ghê không. Hai đứa nắm tay nhau đi nè. Rất là đẹp đôi đúng không quý vị? Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Hôm nay vui ha, thành công rồi ha. Chúng ta sẽ còn một chặng đường phía trước rất là dài. Nhớ là có lý do rồi thì rút ngắn ở khoảng cách, bù đắp cho cổ. Cổ xưa giờ toàn yêu xa không à, cho cổ yêu gần gần chút xíu. Còn mà có dọn về ở chung nhớ báo chị Tường biết nhé nha, cho chị Tường vui ké, được không? Rồi, cảm ơn hai bạn. Chúc hai bạn sẽ có những khoảng thời gian yêu đương, hẹn hò với nhau thật là thú vị, thật là lãng mạn.